Ở game 1 thì các bạn thấy là bên phía T1 ở bên phía đội 1 họ được chọn bên anh em ạ. Và bây giờ được chọn bên thì đa phần là họ chọn đội 1. Ngày mai cũng thế. Cái trận T1 với AMG cũng vậy. Trận đấy thì tung đồng xu. Nó giống trận chung kết của LCK các bạn. Trận chung kết của LCK thì Gen Z cũng tung đồng xu và Gen Z được quyền chọn bên. Và trận chung kết của MSI cũng vậy. Tung đồng xu và AMG được quyền chọn bên phía đội 1. Họ chọn đội 1. Game 1 ngày mai các bạn sẽ thấy AMG phía đội 1, T1 phía đội 2. Một cặp B5 được chọn bên trước nó thực sự là một cái lợi thế không hề nhỏ. Tôi nghĩ là Riot Games nên sửa. Tôi nghĩ Riot Games nên sửa cái thể thức đi. Cái tung đồng xu này nó có vẻ là đá bóng thì sân nào sân trái sân phải tôi nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà Liên minh huyền thoại mà chọn bên trước thì nó cũng là một lợi thế rất là lớn. Đối với phía T1 thì họ là đội xếp hạng cao hơn ở tại giai đoạn vòng bảng, họ được chọn quyền chọn bên, họ chọn bên phía đội 1. G2 Esports khi họ thua ở bên phía game 1 thì họ cũng chọn đội 2 ở đội 1 ngay lập tức, ở game 2 và game 3 tương tự là như vậy. Cứ hở ra là chọn đội 1, bởi vì sao? Đội 1 không phải ban những con như thế này. Đội 1 những con như thế này là những con mà không cần phải ban, đội 2 sẽ ban dù. Họ sẽ có những con tướng được ban theo dạng là ban những vị tướng chỉ thẳng mặt bên phía bên kia. Ví dụ như con Yasuo này, combo Daina Yasuo không còn. Ban thêm con Ornn của đứng trên Broken Blade nữa. Đấy, khỏi, đánh ngon nữa. Ban thêm con Nocturne của Jankos. Đó, ban này là ban những con tướng gọi chỉ thẳng mặt và tác động trực tiếp đến lối chơi của bên phía bên kia. Bạn thấy không? Ban toàn meta không? Toàn ban meta thôi anh em ạ. Và được quyền chọn bên phía T1 thì có một con lượt last pick rất là hay. Con Gwen là một con blind pick được và đánh kèo ngược kèo xưa gì rất đều win. Và bên phía bên kia thì G2 Esports đã lấy con Gangplank để đối đầu cùng với con Gwen. Và đây là kèo mà Broken Blade hay là Bin hôm trước đánh đều thua so với Zed cả. Đây là một kèo mà Zed thể hiện khả năng đánh kèo chất tướng của một thanh niên 2K4 cực kỳ ấn tượng. Ở tại MSI này thì Zed là người đánh cái kèo này tốt nhất rồi. Lấy một con Xayah cộng với một con Viego, Viego phase 1 lấy được là ngon rồi anh em ạ. Bên phía bên kia đáp trả bằng đội hình đánh giao tranh tổng. Và bên phía T1 thì có một lượt last pick rất là giá trị, đó là con Tristana này đánh kèo cùng với Galio. Galio bản chất nó là một con pháp sư đứng giữa và nó rất là ngại những con sát thương vật lý DPS. Trước đây thì nó ngại những kèo như là Lucian, và thực ra nó cũng là một con ngại Gangplank. Nếu các bạn có xem LCK những ngày mà đại chiến viễn thông ấy, có một trận đại chiến viễn thông mà Faker đánh con Galio đi mid gặp ngay Gangplank của Paul anh em ạ. Và kèo đó cũng là một kèo Galio mù. Nó ngại sát thương vật lý đường giữa, nó ngại DPS đường giữa. Đánh với những con DPS đường giữa theo dạng là Cassiopeia với Azir nó bắt đầu khó thở rồi á. Còn đánh với những con sát thương vật lý thì nó chịu không nổi, cái W nó khá là phế, cái giáp phép của nó khá là phế. Thế nên là con Tristana là một con mà bên phía T1 đã tập luyện vì Faker đã đánh rồi, và tôi xem lịch sử đấu Faker trong xếp hạng đơn đó thì các bạn có thể thấy là đã có tập luyện chứ không phải là không, và cũng không giấu giếm gì cả. Chỉ có cái con mà Faker đánh gọi là đánh bên phía T1 đánh giấu ấy thì cặp chip này chắc là cách đây cũng phải tầm nửa tháng à. Hôm qua có đánh một lần anh em ạ. Hôm qua thấy có đánh một lần nhưng mà đánh cái kèo với Rai thì phải. Kèo với Rai thì dễ chơi hơn. Con Galio đi mid thì nó lại không mang theo kiểu là con Galio đi mid thì nó không mang theo kiểu là kiệt sức được. Đối với những con pháp sư chẳng hạn như con Syndra này hay là những con pháp sư như kiểu lập lăng các thứ nó có thể mang theo cái kiệt sức để đánh với Tristana đánh rất là hiệu quả. Nhưng Galio thì không mang được và nó bị thua kèo này quá. Nó bị đẩy nát đầu hết, nó mất máu nhiều quá, nó không ram sang đường cánh được, nó không đi cùng với Zava tác động xuống cánh dưới một cách dễ dàng được, hay là mỗi lần nó đi ấy, nó mất giáp trụ. Qua tưởng tượng con Treant này nó có nhiều phương án khi mà con Galio ramming lắm. Nếu như đây là một con Corki chẳng hạn này thì nó sẽ cần nhiều thời gian một chút, nhưng con Tristana thì nó bảo trụ rất là nhanh. Và đây là một lượt pick bên phía T1 đã chuẩn bị rất là kỹ cho con Galio của Cap rồi, và nó tác động trực tiếp đến cái kết quả của ván đấu này. Đây là một con bài mà nó giúp cho phía T1 khai thác được rất là nhiều những cái lợi thế đầu trận. Và chính xác tôi nhớ không nhầm thì nó khoảng chừng mười mấy lớp giáp trụ từ Tristana này. Nó đi đến đâu là bể trụ đấy, tầm 15 phút bể bốn trụ mất rồi. Đánh không nổi. Còn bên phía bên kia thì muốn lựa chọn Kama để có một đường dưới thắng. Vì xác định là cánh trên thì T1 đã win cái kèo quen với cả Gangplank rồi. Và khả năng là phải đánh dồn xuống cho con Aphelios này. Và game này thì flex xanh thật. Game này flex được bên phía của G2 Esports nuôi rất là xanh, nhưng mà bị một cái là bị con chip bên kia nó out đồ nặng quá. Và đến với V2 thì ban lập lăng để đánh Galio, ban Rakan để tránh khả năng mở, nhưng mà bị con cheat này nó làm một cái biến số khủng khiếp quá. Các bạn thấy là T1 thì xử lý ra đi đường rất là tốt. Họ xử lý những biến số trên bản đồ cực kỳ hay. Và từng đường thắng bây giờ nha các bạn. Ở tại đẳng cấp cao như thế này, từng đường thắng nó sẽ tác động rất là mạnh. Chỉ cần một đường thắng trong một game đấu mà không có một cái gì nó diễn ra cả, chỉ cần một đường thắng thôi các bạn. Là một đội tuyển lớn họ có thể vin vào đấy, họ có thể cướp rừng từ một đường thắng. Ví dụ các bạn tưởng tượng trong cái game này, các lane đều hòa trừ đường trên thôi.
là bên phía T1 sẽ đánh lên cánh trên, xoay quanh con Gwen đẩy đường trước. Nó sẽ là những tình huống cướp rừng của Viego, nó sẽ là tình huống băng trụ chẳng hạn. Thì nhìn với way top này anh em này, cái này là nếu các bạn có xem phân tích của Levi hôm trước mình có reaction đấy, con gank gank này đi rồi anh em à. Nhìn cái thế lính như thế này, nhìn cái vị trí đứng con Viego như thế này là đi 100% là đi rồi, không cách nào sống được các bạn, không có cách nào sống nổ. Đầu trận con que nó cắt con gank mất hết 3 bình còn một bánh, dùng cái bánh này lấy mana W lên vẫn chết, không sống nổ. Vào cái thế là sure die rồi anh em ạ, dừng là ăn từ trên xuống. Gangplank đơn độc, Galio TP lên cover một cú ở một trạng thái bị đẩy, chắc chắn là mất lính rồi. Nếu mà TP đi những cú như thế này thì chắc chắn là mất lính rồi anh em. Đấy là kể cả trường hợp là gỡ được hai bùa đấy nhá. Còn đứng dưới bên phía G2 Esports muốn đánh thì bên phía của T1 cố gắng chống trả dưới trụ, và Faker có hai phương án trong tình huống này. Khi mà con Galio TP lên top, Faker có thể chủ động đi theo lên top, nhưng Faker lại chọn đi xuống dưới. Faker lựa chọn đi xuống dưới. Nếu như Faker lên trên thì sao? Thì cap chắc chắn là đi. Nếu Faker xuống dưới thì sao? Thì bên phía T2 Esports sẽ có những cái giá phải trả cho thứ băng trụ Umayushi cộng với Carrier. Vì đây là những cái áp lực của con Javan nó rất là lớn, nên là bên phía T1 đã không dám bước lên để kiểm soát cái người lính này. Và trước đó là bên phía của T1 cũng đã có những cái thông tin. Vì bên phía T2 Esports họ làm gì? Họ đổi cánh rừng. Này không phải là dùng từ trên xuống của Zangief đâu nhá. Dừng từ trên xuống nó còn hại nữa. Nếu bạn tưởng tượng con Javan mà ăn từ trên xuống xong con Gangplank vào giúp dừng cấp độ 1, nó không khác thì cái trường hợp của Hazmat hôm trước đánh con Aatrox với cả bên phía G2 Esports cả. Các bạn có nhớ trận mà bên phía G2 bị thua bên phía SKB không ạ? Aatrox cấp độ 1 vào giúp rừng, chạy lên trên top bị con Vlad đẩy trước, tích big wave và con Ngộ Không ăn từ dưới lên đai chết Aatrox trên top. Nó kiểu gì vào cái thế như vậy. G2 đã tạo điều kiện cho Broken Blade là thôi, mày không cần phải giúp rừng nữa. Tao vào tao đổi cánh rừng, tao ăn rừng cánh dưới. Mày khỏi phải giúp rừng, mày cứ ra đường mày đánh với con Gangplank, con Gwen này đi. Làm sao phá wave lính lên, đừng để nó lại trụ. Không phá nổi, vào thế bị đai là chắc chắn là chết. Còn cánh dưới phía T1 biết là bên phía đối phương đổi cánh rừng đánh xuống dưới thì cắm mắt tại bụi cỏ trạc ba phát hiện gian cốt, câu được khá là nhiều thời gian để cho Faker có thể di chuyển xuống và thực hiện một tiếng counter gank dưới trụ. Thì đây là một pha gọi là đánh trên toàn bản đồ, bạn nhìn gank tank này chết chắc rồi. Gank tank này đúng kiểu 400 trên đầu với ai ăn thôi à. Và con Galio nó vào cái thế mà nó bắt đầu di chuyển này anh em này, nó bắt đầu back về trụ. Faker cũng di chuyển ngay tức luôn. Có hai phương án cho Faker trong pha này, một là đi theo con Galio lên trên và khiến cho cái tình huống dịch chuyển của Galio này nó có thể là một tình huống 3 đánh 2. Hai là Faker chạy thẳng xuống dưới thì Faker chạy thẳng xuống dưới luôn. Không thèm đi theo Galio luôn anh em à. Push xong cái wave mid, các bạn nhìn wave mid này. Hai mid chia nhau ra, Faker nó chạy thẳng xuống dưới rồi. Galio tay tay lên top không cứu nổi, Gangplank sao cứu nổi. Gangplank này là 100% là chết rồi. Pha này thì nếu mà Faker, bạn tưởng tượng Faker lên thì con Galio này chắc chắn là hai bùa này của Faker này. Nếu con Chita là đi theo con Galio chắc chắn là hai bùa của Faker rồi. Con Chita này nó bung W với Fearless tốc biến không 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 sống nổi. Nhưng Faker quyết định xuống bot anh em ạ. Và bộ bên phía T1 đã xử lý rất là tốt cái khả năng băng trụ, bên phía Zichu vẫn có nhưng mà giá trả đắt quá. Top thì một đổi một. Gangplank bị out CS và lần về nhà đầu tiên không có thủy kiếm, không đi đường được. Bot băng trụ thì một đổi hai, vẫn lời một quay lính cho Tagamat nhưng mà con Chit khỏe quá, con Chit khỏe quá anh em à. Và bây giờ con Chit nó khỏe như này, con Galio mỗi lần đi đâu là bị bắt, mỗi lần đi đâu là mất lính, mỗi lần đi đâu là mất giáp trụ ở đường giữa. Pha này lang thang lại còn mất hai bùa nữa, cũng may là pha này thì Faker không ăn được. Pha này Faker nó dướn nó với được một đòn vào, nó ăn cái mạng hai bùa này đúng là game nó còn nát nữa anh em ạ. Đây Cap farm được 24 CS. Mà cái tình huống nó diễn ra ở trước đấy nó dẫn đến cái bối cảnh như thế này là do đâu các bạn? Là do khả năng đi đường. Là do khả năng đi đường. Các tưởng tượng cái tình huống trước đó nhá. Là do khả năng đi đường thôi. Nếu như con Gwen của Zed không xử lý kỹ năng tốt không thể vào cái thế lính như này được. Nếu như cái anh tank này mà nó gặp một con Gwen dễ thở hơn, cái thế lính nó không như thế này, sẽ không có tình huống đai trụ như này được. Mà nếu như không có tình huống đai trụ như thế này được thì con Galio nó sẽ giữ chân con Tristana ở mid lại và con Tristana không sẽ xuống bot được. Thì nó phụ thuộc hết vào khả năng đi đường thôi anh em ạ. Vì rất xử lý kèo này quá tốt, tạo được một big wave, tạo được một áp lực đi đường đủ lớn để băng trụ. Còn đường dưới thì sao? Cái khả năng băng trụ đến từ phía G2 Esports có nhưng mà họ gặp cái khả năng chống trả của bộ đôi Carrier với Umayushi tốt quá. Khả năng đi đường tốt nên là họ giữ wave lính rất là đẹp. Cho tới khi wave lính nó vào trụ được thì bên phía T1 cũng đã có những phương án phản công. Nó phụ thuộc hết vào khả năng đi đường thôi anh em ạ. Tại sao những team đánh bên phía G2 Esports lại có thể dễ bị băng trụ như vậy? Vì các đường còn lại của họ không đủ khả năng đi đường để có thể đáp trả. Và đi đường thua đến macro hay gì nó khó cả, đi đường nói chung là game thủ chuyên nghiệp mà anh em. Đi đường thua thì không nói chuyện. Đi đường thua thì phải bù lại là chất tướng teamfight mạnh hơn hay là skillet khỏe hơn hay cái gì đấy, nó bù lại.
Còn đã thua như này thì early xác định là mù đầu thôi. Mọi chuyện đều được giải quyết nhờ khả năng đi đường anh em nhé. Và khả năng đi đường nó sẽ quyết định tương đối nhiều thứ ở tầm đỉnh cao của Liên Minh Huyền Thoại như thế này. Pha này thì Faker chỉ có được kinh nghiệm thôi. Nhưng mà Galio chết mất hai bùa cho Viego. Viego cầm hai bùa nó vẫn tác động rất mạnh đến ván đấu. Và đây là pha mà Cáp có định xuống đường dưới để băng trụ cùng với bộ đôi đường dưới của bên phía G2 Esports. Pha này mà Carrier nó có cái máy dọn lính con xe nó lên 6 một phát thôi anh em ạ. Là tôi nghĩ bốn ông bên phía G2 Esports là kiểu gì cũng có vài ông bỏ mạng. Pha này là Carrier bị lên 6 trễ. Carrier cố gắng đánh lính để lên 6 rồi á. Mà lên 6 không kịp, con xe này nó chết mới lên 6 được. Chứ nó lên 6 sớm hơn một chút thôi anh em ạ. Nó đẩy kịp cái R là bên kia mệt luôn á. Nhưng mà việc ăn hai mạng bot này đổi lấy hai trụ mid thì tất nhiên là vẫn lỗ. Và vì mất hai trụ mid nên Galio nó sẽ không làm được gì nhiều à. Pha này thì Faker đã chủ động đẩy đường trước đến trụ 2 sau đó bấm B, không phải bấm B mà di chuyển ra sông. Di chuyển ra sông chờ mất dạng. Và chính vì Faker di chuyển ra sông mất dạng nên phía di trụ không dám đánh. Các bạn nhìn qua Aphelios rồi, Aphelios này xanh đấy chứ. Hơn gần 20 CS. Cầm hai mạng của team so với con Trist có con Xayah chỉ có 3 assist thôi. Nhưng mà không dám đánh bởi vì Faker đang mất dạng. Nhưng mà khi Faker lộ một phát là bên phía di trụ đánh liền. Zhankov cũng đang chờ, Faker vừa lộ ở mid luôn này anh em này. Faker vừa lộ ở mid xuống nó đánh, Hà Thông nó đánh liền luôn á. Thì pha này bên phía T1 bỏ lại một mạng là Guma Yuxi. Nhưng mà đánh một hồi thì Faker xuống vẫn gỡ được một mạng. Pha này chỉ tiếc là con Viego của Honor thì chiêu cuối fail nên không giết được con Tai hay là không ép được cái phát đó thôi. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn là một pha xử lý không lỗ cho T1. Và vì con cheat thì nó khỏe quá. Nên là cái trụ này phải bỏ anh em ạ. Hai cái trụ mid là một lượng tiền rất là lớn cho Faker rồi. Rồi đánh cù như cù cưa một hồi thì bên phía G2 Esports xác định là bỏ trụ á. Các bạn nhìn con Gwen nó cắt Gangplank kìa, má muốn khóc luôn á. Kèo này đã là kèo thua cho Gangplank rồi mà lại còn thua trình, lại còn bị cam sớm, nát bét. Phải đẩy con Afe ra mid. Kể cả con Afe nó xanh như thế này đi chăng nữa nó không ăn được trụ anh em ạ. Phía sau nó không có trụ nên nó không dám đẩy đến trụ một bên phía T1. Còn cái trụ bot này thì Faker ăn hết tiền rồi. Faker ăn thêm trụ bot này anh em này. Sau đó đẩy Faker lên top, Faker còn ăn thêm trụ top nữa cơ. Nó tạo ra một cách biệt tầm 14 phút đi đường, nó quá là khủng khiếp. Đây, con cheat đẩy lên 15 phút còn để trụ deny lính nữa. 15 phút ăn 4 trụ anh em ạ. G2 game này không ăn được một trụ nào. Không ăn được một trụ nào. Và tiền thua early nặng quá nên là đánh team fight bao giờ cũng khó cả. Cái tình huống nó như kiểu là giọt nước tràn ly là cái tình huống mà con Afe này bị con cheat nó one shot anh em. Đánh không có nổi nữa. Bị lít tiền lên tới 7.000 tiền sau 17 phút ạ. Mất hết sạch ra trụ ngoài. Rồng cũng mất mà sứ giả cũng mất. Đây là cái cục diện game đầu anh em nhé. Nó xuất phát từ khả năng đi đường quá tốt của T1. Và T1 là một team muốn đánh đi đường để win lane win game. Đây, rồng mất hết rồi. Sứ giả hai cũng mất, mà sứ giả hai Carrier cầm nãy giờ là cũng mất nhiều thời gian anh em nhìn này, con sứ giả hai là con sứ giả mà T1 không cần để ăn trụ. Pha này kiểu Zhankov bấn quá làm liều rồi. Nhìn đánh cái pha này chả có tí cơ sở nào cả. Con Xayah còn full anh em ạ. Con Xayah còn full spell full skill. Không có cơ sở để được con Zhaovan úp lồng cùng với Galio giết được con Xayah này cả, không có kịch bản nào cả. Rồi con Tristana nó bắn AD bên kia nhìn không ra dạng người luôn. Tôi nhớ không nhầm là ăn được tổng cộng là 6 mạng à. Ừ, ăn được thêm mạng này nữa. Nát bét cái early. Đấy là bên phía T2 Esports đã có thể gọi là xử lý rất thông minh bằng cách là đổi vòng rừng rồi. Đổi vòng rừng xuống cánh dưới rồi. Nhưng mà không xử lý rồi. Mất Mega top. Mà game này T1 đánh đúng cẩn thận luôn. Ôm lợi thế, chồng chất lợi thế nhưng mà vẫn đánh rất là cẩn thận. Lúc này là Faker đã vô cực rồi anh em nhé. Cái 21 phút này là Faker vô cực rồi nhé. Zhankov xuống phát chết chay luôn, bốc hơi luôn, không làm được gì. Không trừng phạt được, chết nhanh quá. Phải cầm Baron bấm B về mua trang bị xuống dưới bot, ăn Mega bot thì phải. Không, phải này đẩy thẳng vào luôn rồi. Về 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 anh em ơi. Pha này về cổng thông đạo sau đó thì trở lại đường dưới ăn thêm Megabot nữa. Đánh rất là cẩn thận. Con cheat này vô cực sớm quá.
Mà có Sanyaku Marushi thực ra là không yếu. Bị cam thế nhưng không yếu anh em. Đến lúc này thì idle quá. Đến lúc này thì idle không có gì để phân tích nữa rồi anh em ạ. Hơn 10.000 tiền rồi. Con quen xong pha này nâng cấp độ 15 nữa này. Nhìn nản luôn đó. Và tất cả ngọn nguồn nó đến từ khả năng đi đường tốt. Chỉ có đi đường tốt mới dễ macro thôi anh em ạ. Không hiểu sao pha này. Pha này cap làm cái gì á. Từ cái pha mà gian cốt combo bắt con Saiya full spell full kill xong đến cái thời điểm mà con Galio ra W con Gwen sau đó thì chết chay nữa. Là thấy là tù lắm rồi. Sang game 2 đổi bên anh em ạ. Sang game 2 thì quyết định đổi bên. Zichu Esports lại chọn bên phía đội 1, dễ hiểu thôi bởi vì họ bên phía đội 2 phải ban Lucian với Ngộ Không uổng lượt ban quá. Sang game 2 các bạn thấy không ạ? Họ ban được ngay hai con tương tự của Zed, đó đánh không lại. Đánh không lại kèo kỹ năng đường trên kèo này nữa anh em ạ, kể cả là cho ông pick trước con Gwen luôn á, Zed đánh gangplank luôn. Zed xác định đánh gangplank luôn. Và bên phía đội 1 thì ban được Gwen gangplank. Thì bên phía bên kia chấp nhận ban luôn con Ornn. Và đẩy cái kèo mid vào kèo lập lăng cộng với Ahri. Và kèo top thì lại đào ra con Zhone. Hồi chiều tôi có cho các bạn xem về cái lịch sử đấu của Zed ấy anh em ạ. Thì đây là con tướng mà Zed đã đánh cách đây tầm hơn nửa tháng rồi. Tức là đây lại là một con bài tẩy mà phía T1 mang ra nữa. Cách đây 18 ngày rồi anh em ạ. Mà cái lịch sử đấu thì nhìn nó hơi đỏ. Lịch sử đấu của Zed với con Zhone nhìn nó hơi đỏ. Như đây là con bài họ đã chuẩn bị từ trước rồi, để đánh những con tướng. Hồi sáng cái clip mà tôi phân tích về trước trận đấu tôi đã nói là cái kèo này Broken Blade đỏ kỹ năng không có lại. Chắc chắn đánh kỹ năng không bao giờ lại, con rớt cả đánh kèo người kèo xuôi quanh gangplank thì cũng thua thôi. Thì nó sẽ cố gắng nó đánh những con tanker như kiểu là Ornn, như kiểu là Sion. Ok, đánh cái đấy cũng được. Sion với Ornn chắc chắn nó không phế đâu, nhưng mà chắc chắn nó sẽ nuôi quái vật. Và rớt sẽ cầm một con carry đường trên để đánh carry. À, tôi chỉ chưa thấy rất đánh những con xạ thủ đường trên nhiều thôi. Chưa thấy mang Tristana lên top, chưa thấy mang Lucian các thứ lên top thôi. Còn đâu những con carry khác như kiểu Irelia có, Aatrox các thứ có. Nhưng mà game này quyết định pick Zhone và con Zhone là một last pick hiệu quả. Nó không phải là một last pick hiệu quả bằng con Tristana game 1. Nhưng mà nó last pick khá là hiệu quả trong cái trường hợp game này là cần có một con bồi CC thêm và cần có một cái đường thắng. Cái đường này là đường bên phía T1 dùng để phá vỡ thế bế tắc giữa trận bằng những tình huống đẩy lẻ. Và nó khá là hiệu quả trong game đấu này. Nó không đến mức gọi là thay đổi cục diện game đấu một cách chóng mặt như con Tristana game 1. Nhưng nó vẫn là một lượt pick rất là hiệu quả mà rất chuẩn bị trước anh em nhé. Đây là một con bài khá là bất ngờ đối với cá nhân tôi. Đối với con Tristana Faker thì không bất ngờ nhiều lắm. Nhưng mà con Zhone là thực sự bất ngờ. Và đánh những con như Sion hay là Ornn đường trên thì không có áp lực đi đường thì chắc chắn là nuôi quái vật rồi. Những con như Zhone nó farm free thì nó vẫn rất là khỏe. Và đây là một lượt pick đến giữa trận phát huy tác dụng rất là tốt của T1. Ooh, okay, ba con Na cũng đúng này anh em này. Không ba con Na nó sẽ dẫn đến bối cảnh giống game 3 đấy. Game 3 là game rất nát. Và đây là một game mà cho thấy là phong độ hiện tại Carrier rất tốt. Đây là Carrier mà người ta muốn thấy giống như Carrier ở LCK mùa xuân. Là một Carrier mở giao tranh cực kỳ hay và một Carrier đánh tạo đột biến cực kỳ cao. Con Nautilus của Carrier ở tại LCK thì chắc các bạn không có gì lạ rồi. Thanh niên là đánh con Nautilus LCK đúng kiểu pick nhiều nhất và win rate có thời điểm hình như là 100% đúng không anh em nhỉ? Mười mấy game à. Đánh cực kỳ khủng khiếp, mở giao tranh cực kỳ bén luôn. Ở ngay tình huống đầu tiên đã như thế rồi, cái tình huống quan trọng nhất là tình huống chút nữa mình sẽ nói, cái tình huống mà mở chết được cap và full spell full kill á. Thì đây là một Carrier phiên bản MVP của LCK. Lợi thế chiến công đầu anh em nhé. Và hai cái flash nữa. Zichu mất hai cái flash này mất áp lực đi đường đầu trận rất là nhiều nhá. Và những tình huống counter gank của Honor game này là siêu hay. Pha này là một trong số những pha điển hình như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Honor làm những cú đứng ở tầm nhìn đường dưới đâu nhá anh em nhá.
Đây không phải là pha đầu tiên mà Honor làm như vậy, vẫn luôn đứng phía sau đội hình bên phía T1 ở phía dưới để cả đảm bảo là Carrier và Gumashi sẽ đẩy được. Và đây là một game đấu mà bên phía T1 chấp nhận bỏ sứ giả khe nứt. Họ là một team có khả năng kiểm soát sứ giả rất là hay ở tại MSI năm nay. Họ là đội đứng số 1 về khả năng kiểm soát sứ giả, nhưng đây là một game mà họ xác định đánh cánh trên, không không đánh cánh trên nữa, không giao tranh sứ giả nữa, vì lúc đó Guma đang bận đẩy một wave đứng dưới và họ quyết định bỏ sứ giả cho phía Zichu Esports. Zichu có sứ giả đang muốn tận dụng tình huống đó để xuống đường dưới gank. Nó khác với game đấu với RNG nha các bạn. T1 với RNG đó là một game đấu mà bên phía của RNG đọc sai ý đồ của T1. Các bạn có nhớ cái tình huống trận đấu lượt về của T1 với RNG lúc mà con Virgo của View à, của Wave lên top cam con Gwen của Zed, sau đó thì để mất trụ bot không ạ? Đó là tình huống đọc sai ý đồ của T1. RNG nghĩ là T1 sẽ dùng con sứ giả lên đường trên để tạo lợi thế cho Zed, nhưng thực ra là T1 xuống đường dưới. Còn game này thì Zancode muốn mang xuống dưới. Zancode muốn mang sứ giả xuống dưới vì cánh trên đâu có gì đâu. Cánh trên làm gì có ai thả sứ giả cho con On, đúng không ạ? Chỉ có đường giữa hoặc đường dưới thôi. Và Honor đọc được ý đồ đấy, Honor đọc được ý đồ là con Virgo pha này nó sẽ xuống dưới thả sứ giả. Tôi sẽ xuống dưới tôi cover. Chết AFE luôn. Chết AFE luôn. Cover quả này hơi bị bén luôn. Và con AFE này vừa bỏ wave bot đi ăn sứ giả xong xuống bot. Chưa được đền đáp gì cả. Thường là những xạ thủ mà bỏ wave bot đi ăn sứ giả thì rừng sẽ quáng thả sứ giả xuống để cover nó lại tầm 1 2 lớp giáp trụ để cho nó có thể bù lại cái lượng tiền từ một vài wave lính nó mất. Xuống dưới bot chưa được bù đắp cái gì cả, chết thêm mạng nữa. Đánh như kiểu AFK tầm 2 phút vậy. Và kèo top anh em thấy không ạ? Đánh những con như On hay Sion không có tí áp lực nào cả. Tất nhiên là zone bên kia nó sẽ farm free rồi, farm bằng thời gian. Rất quái vật. Đây, đang cố gắng thả sứ giả để cố gắng ăn giáp trụ đây. Được một lớp giáp trụ anh em ạ. Được một lớp giáp trụ xong chết. Mà đội hình này phía Zichu Esports phụ thuộc rất nhiều vào con AFE anh em ạ. Đội này Zichu Esports cái điều kiện thắng của họ là Aphelios được bắn và nó phải xanh thì lại chết tiếp. Xong lên top bị Faker solo kill nữa. Game này đúng là con AFE đúng khổ luôn đó. Tôi không biết là nắm điều kiện thắng kiểu gì nữa. Và đây là lý do tôi bảo là Zichu Esports cái cặp bot của họ không ổn định. Cặp bot của họ là cặp bot không ổn định và so với T1 thì cặp bot họ bị thua. Không bằng cặp bot của 2019 được. Không thể nào so với cặp bot 2019 được anh em ạ. Không thể nào so với Mikes hay là không thể nào so với cả Perk được. Mặc dù có những game flag đánh rất là hay và carry Zichu Esports rất là ghê nhưng mà cái độ ổn định không cao, và đặc biệt là cái trận thua SGB, trận thua đường đấy. Mặc dù Sogan và Taki đánh rất là hay nhưng nó cho thấy là bên phía SGB có thể đánh thắng lên được bên phía Zichu Esports thì bot của Zichu Esports không phải là bot mạnh đâu, không phải là bot quá mạnh đâu đây. Lên top trước đó cái quay lính là lại chết tiếp mạng thứ ba rồi. Thì cả Faker phải làm xuống ăn được trụ này vẫn lời nha anh em nhé. Chắc chắn là khoảng trống cánh dưới sẽ rất là cao. Ba người lên top chết một đổi một. Cánh dưới T1 tràn vào. Lấy chiêu cuối Virgo, ăn trụ mid cho Guma UC. Xạ thủ nắm điều kiện thắng mà chết như thế này thì bất ngờ. Là con Kai'Sa cái game pha này là T1 hơi troll này. Pha này đang là 4.000 tiền anh em nhé, 4.200 tiền nhé. Em này thì hơi troll thật. Nhưng mà troll đến giữa trận thì phía T1 vẫn thể hiện khả năng teamfight rất là khủng khiếp. Cái trận với cả bên phía của SGB là flash đánh đúng kiểu bị chốc luôn đó. Pha này là T1 troll nha, pha này T1 hơi bị troll luôn á. Từ 4.000 tiền như troll đến giữa trận còn thua có 2.000 tiền bên phía Zichu thôi. Nhưng mà Guma vẫn chạm ngưỡng ba đồ khá sớm, pha này solo thì mắc tay to luôn anh em ạ. Pha này rất bị hụt cái đứt 2 thôi chứ. Cái đứt 1 thì chúng tạo giáp được này, nhưng cái đứt 2 trượt này anh em, cái đứt này trượt nó dẫn đến việc bị thua này. Tay to ác anh em ạ. Hai thanh niên PK cháy khét lẹt. Dù này vẫn phạm bằng thời gian có một mạng. T1 vẫn kiểm soát 4 trụ so với 0 trụ của Zichu Esports. Và cái hơn 4 trụ này hôm trước tôi có phân tích cái trận RNG với T1 tôi phân tích rồi. Hơn 4 trụ là một cái hơn thế trận rất là khủng khiếp. Và nó dễ dẫn đến những tình huống sai lầm của bên phía Zichu Esports. À không, hôm trước là trận Zichu chứ đúng nhỉ?
Faker going down extraordinarily low. Targum is now going to rotate over as well. Great Winter's bite as Faker. Thằng này Faker chết rồi. Roman mạng không sao. Hôm trước cái trận T1 T1 VG Chui Sport lượt về đúng không ta? Ở đâu? T1 với Anji đúng không Anji? Hơn 4 trụ. Hơn 4 trụ nó hơn một lượng tiền 2.000 gì đấy. Là do TF với Gangplank hack tiền ghê quá. Game này hơn tầm 3k. 4 trụ so với 2 trụ. Mất 2 trụ cánh nhưng mà sao đang tiền từ trụ nhiều. Afe thọt quá. Con Afe game này thọt quá anh em, không có tí đam nữa luôn. Chờ đến lúc ba đồi đã chết chay. Phần này Vuma lách đúng kiểu tool luôn. Lách ác luôn anh em ạ. Chỉ là T1 phần này đổi không lời lắm. Có Saiyan nó có quả quy trí quá. Quả quy 200 IQ anh em ạ. May là pha này không mất Baron đấy nha. May là pha này không mất Baron nên là vẫn còn giữ được thế trận để mà đánh cái thế 4-2 về trụ á. Đây, cái thế 4-2 về trụ nó thành cái thế này anh em này. Cái thế 4-2 về trụ nó thành cái thế, nó có nhiều khoảng trống, khoảng tối như thế này. Và bước lên cái trụ mid mà không còn trụ 2 phía sau, không còn trụ 1, nó rất là nguy hiểm. Pha này chết con Brom. Nó dễ dẫn đến những tình huống sai lầm như thế này anh em ạ. Những pha như thế này sẽ không sai lầm nếu mà đây là trụ 2 vẫn còn nữa. Nhưng vì đó là 4-2 về trụ. T1 vẫn lead thế trận được. Và phải ép Baron này thì Carrier đúng kiểu mở thương hiệu luôn anh em ạ. Quét thấy con Nautilus là khoảnh khắc đấy, là khoảnh khắc chết luôn rồi. Quả teamfight đúng kiểu thế giới luôn. Quả E flat của Guma nữa này. Trời má, quả E flat xong Honor flat theo đá R. À đây bên kia đúng không kiểu chơi, không được chơi game. Quả teamfight khủng vãi các trường. Đây là bước ngoặt ván đấu đấy anh em nhé. Game này Carrier MVP anh em ạ. Mà cap chết chay phát là team hết đam à. Hết đam à. Còn Afe có tí đam rồi đâu. Lại còn bị phao cất chết nữa. Vừa lướt cái cung phong linh không kịp tốc biến, bị E flash chết luôn. Mà đánh đến đấy thì bên phía T1 bắt đầu cầm Baron đẩy vào những cái mega thì bên phía G2 Sport bị thua hẳn rồi. Lập lăng mũ phù thủy xay ra vô cực rồi. Con Afe này mãi mới có được cái Dominic, thì đến Dominic thì bên kia nó ba đồ hết rồi. Con này thì đúng là đen. Gặp ngay cái Iron Surrey anh em à. Gặp ngay cái Iron Surrey của Carrier. Nó nghèo làm gì cũng sai anh em. Giàu làm gì cũng đúng. Từ một tình huống sai lầm của Faker tự nhiên thành pha bắt lẻ thành công, sau đó thì end game vãi hồi. Pha này thì ăn mega thôi anh em ơi. Đúng là giàu làm gì cũng đúng, trích lời Levi nói. Hôm trước Binzai đánh quả hạt thông nổ kẹt lại ba thành viên đối phương, xong thành pha mở team fight thắng end game luôn. Nay Faker tự nhiên đứt lên ăn lính, bị Ari nó phi hồ nó dí, suýt chết. Thành pha bắt lẻ thành công, được con mid bên phía bên kia. Nó giàu làm gì cũng đúng. Con Afe ba đồ anh em ơi. Con Afe ba đồ đang bắn, rồi lên nó quạt cho cái R chết luôn. Chết chay. Mười mấy nghìn tiền. Game này thì T1 không áp đảo ra đi đường được. Không áp đảo ra đi đường được, nhưng mà chỉ một pha thôi anh em ạ. Cái pha bước ngoặt ván đầu chính là cái pha mà Honor đã chết được flash đường dưới, sau đó thì bên phía T1 shutdown con AD bên kia liên tục ăn được trụ một cho Guma. Nó giống cái game bên phía Anji vậy. Game Anji cũng là một game rất cân, game trận lượt về với Anji là một game cực kỳ cân, cho tới khi bên phía bên Anji phạm phải sai lầm là đứng ở đường trên cam quá lâu, mất trụ bot cho Guma Yoshi một phát, nó thành cái thế macro từ một trụ thôi các bạn. Từ một trụ họ có thể snowball cả một trận đấu luôn. Đây là đẳng cấp của Liên Minh Huyền Thoại đỉnh cao thế giới anh em ạ.
Trận Anji đúng là chỉ một trụ bot trong Gumball Z đẩy con Xayah đi đường khác thôi. Là game nó win từ đó. Bên phía của T1 game này cũng vậy. Game này cũng là một game mà đầu trận đâu có gì diễn ra nhiều đâu. Cho tới khi con Afe nó chết mạng một xong nó chết hoài. Từ cái pha này anh em ạ. Từ cái pha đá chết này xong ăn trụ cho Guma một phát thôi. Là game nó bắt đầu đảo chiều chóng mặt rồi. Nó vào cái thế là Afe cứ chết hoài. Mất cái trụ bot này. Cái game mà tiêu ăn ở game này tiêu ăn bỏ rồng thì nó lại ra rồng gió đen. Cái này tiêu ăn bỏ hết hai rồng đầu xong nó ra rồng gió anh em ạ. Ok, đến với game 3 thì sao ạ? Đến với game 3 thì bên phía T1 tiếp tục bên phía đội 2 vì Zichu vẫn chọn bên phía đội 1. Họ vẫn ban Gwen gangplank nhưng lần này họ thay đổi rồi. Họ không ban Nocturne nữa. Họ ban con lập lăng để bên phía T1 bắt buộc phải ban Ahri. Nếu như bên phía T1 không ban Ahri mà ban con On, bên phía của Zichu Esports sẽ có được kèo Ahri đứng giữa mà không ngại con lập lăng Faker nữa. Còn trong trường hợp bên phía T1 mà ban con Ahri họ không ban con On của Broken Blade thì Broken Blade sẽ có được tứ tủ. Tức là ưu tiên hết mức cho Broken Blade rồi. Ưu tiên hết nấc dành cho đường trên để mà pick tướng tủ con On để mà đánh rồi. Nhưng vẫn thậm chí phase 2 còn ban thêm cả Zhone nữa. Phase 2 ban thêm cả Zhone nữa nhưng lại lòi ra con Na. Ban Zhone Kennen thì vẫn lòi ra con Na và kèo này vẫn là kèo thua. Kèo này vẫn là kèo nuôi quái vật đường trên. Kèo mid thì Faker chấp nhận pick con Akali để đổi với con Mid Phantom một chút vì căn bản là đến giữa trận thì con Akali nó sẽ êm con Mid Phantom và con Mid Phantom nó không chạy được. Nó căn bản là thiếu cơ động. Và Akali nó vào thì bên phía bên kia không cản nổi. Không có con nào cản Akali được cả anh em ạ. Akali có cái bóng khói không không ai cản được. Thì đây là ý đồ pick con Akali thôi nhưng bị một cái là con Akali nó sẽ bị thua đường. Nó sẽ bị có Zui push liên tục. Thậm chí là áp lực solo kill Zui sẽ rất là cao nếu mà Zui mang theo Theodos. Và cái thứ hai nữa là bên phía T1 thì thôi xác định là pick Akali đường giữa thì sẽ không kiểm soát đường giữa được. Thì cũng 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 có tính toán bởi vì thấy bên phía bên kia là con Nocturne. Bên phía bên kia là con Nocturne thì nó lại là một con mà không kiểm soát đường giữa tốt. À không phải không kiểm soát 6 cấp độ đầu tốt. Nó là con mà AFK tầm 6-7 phút đầu. Cho tới khi nó có chiêu cuối nó bắt đầu mới đi gank được. Thì bên phía T1 xác định là thôi. Mày đã pick Nocturne thì tao cũng không ngại, tao pick Akali đi mid. Kể cả mid tao không kiểm soát được thì rừng tao cũng không bị cướp. Rừng tao vẫn ok. Thì đây là một con bài mà bên phía T1 chấp nhận đánh đổi ấy. Thì hai đường cánh bên phía T1 lại đi đường tốt quá. Vẫn là sức mạnh đi đường thôi anh em ạ. Vẫn là sức mạnh đi đường lên ngôi. Nói đi nói lại vẫn phải nói về khả năng đi đường thôi. Trước khi chia tay với giải đấu thì vẫn có một tình huống gọi là tấu hài ở đây. Vẫn có một cú tấu hài nhẹ ở đây anh em ạ. Cap lại còn flash xuống hàng rồng nữa, hàng Baron nữa. Đây chính là khả năng đi đường, đây là chính sức mạnh của đi đường. Đây chính là lý do vì sao tôi nói rằng bây giờ đi đường nó sẽ quyết định nhiều thứ. Vốn của tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ là khả năng đi đường của từng tuyển thủ. Đây chính là lý do vì sao tay to tác động mạnh đến trò chơi này. Mùa 2, mùa 3 thì tay to quyết định tất cả. Winland làm bố. Đến mùa 5, mùa 6 thì Winland chắc chắn đã win game vì còn macro, còn teamfight. Nhưng đến tầm mùa 8, mùa 9 trở lên thì khi mà Winland bắt đầu nó có thể tạo nên sự khác biệt. Các đội đã biết tận dụng lợi thế Winland để mà win game. Thì nó lại trở về vấn đề là bên nào Winland được thôi. Bạn nhìn đi ạ. Top Winland, bot Winland, win đậm luôn. Mid thì có thể thua một chút, tấu hài một chút, nhưng mà kèo này như tôi đã nói rồi. Con Nocturne này vẫn là con Nocturne mà nó không farm hơn Lee Sin được, chỉ là Nocturne nó hit XP đường nhiều ấy. Nó mới lên 6 như này thôi. Nó mới lên 6 hòa thôi anh em ạ. Nó mới lên 6 trước thôi anh em ạ. Thì mới dẫn đến tình huống tấn công của bot phía T1 bị mất chiến công đầu như thế này. Nhưng mà ngay sau đó thì Zichu lại tấu hài. Flash lại chết một quả rất là vô duyên. Cũng phải khen bên phía T1 thật, pha này bên phía T1 tính toán tốt. Tức là bộ đôi Honor cộng với Carrier vẫn có khả năng giết được con Mid Phantom. Và làm nó bị chết một mạng, mất tương đối nhiều CS. Mặc dù có chính công đầu đấy nha, nhưng mà thua CS cộng với cả chết mạng này thì làm con Lee Sin này khỏe quá. Lee Sin là một mạng này gỡ được một tình huống chết chiến công đầu khá là ok cho Carrier với Guma Yuxi. Và khi trở lại thì bot lane T1 vẫn win thôi anh em ạ. Khi comeback cả bot T1 vẫn win được cái lane này nhá. Và sứ giả thì sao? Đây, đây chính là cái vấn đề game trước đây.
Game trước bên phía T1 xác định bỏ sứ giả và nhường tài nguyên cho Guma farm đường dưới. Đến với game 3, T1 không bỏ nữa. Họ là một team có khả năng kiểm soát sứ giả hàng đầu và họ đã không đánh thì thôi, chứ họ đánh sứ giả tỷ lệ win rất cao. Tỷ lệ họ có được sứ giả cực kỳ cao. Và đây là một trong số những pha thể hiện cái khả năng kiểm soát sứ giả của họ. Con O đã đổi thành thiêu đốt sách phép và mang theo cái hỏa rừng hiệu triệu. Nhưng mà chỉ đổi được mỗi cái tốc biến con Na thôi anh em ạ. Đổi cái chiêu cuối con On thời điểm này lấy cái tốc biến con Na rất là lỗ. Đây kể cả là Na tí nị cho anh em đi chăng nữa anh em nhé. Thì vẫn còn đó khả năng đánh nhau tay đôi với khả năng sát thương DPS bằng Na tí nị với đồ như này. Và bộ ba bên phía T1 đó là Faker, Kharia cộng với Honor lại có một tình huống xử lý rất là hay. Họ có ba cái chiêu cuối này kết hợp cực kỳ hay. Pha này thì Gumayushi đang ở hơi xa một chút. Nhưng mà đây là tình huống teamfight cho thấy bên phía của T1 chuẩn bị sứ giả cực kỳ ấn tượng luôn. Chiêu cuối trước đây thì Kharia Faker vào cắt R. Vẫn win sứ giả anh em ạ. Nó cho thấy bên phía Lichu chuẩn bị sứ giả kỳ quá. Đánh với T1 mà đánh sứ giả mấy cú này chỉ có thua thôi anh em ạ. Đánh với T1 mà chuẩn bị sứ giả kiểu này chỉ có thua thôi. Và sau đó kéo ra đánh sứ giả thì lại thua tiếp. Đi đường 9 phút, 10 phút cứ là được 2k tiền thôi. Pha này vẫn có sứ giả ở T1 nha. Vẫn teamfight được nha. Faker ở bot rồi. Faker ở bot rồi. 4 đánh 4 cánh trên. Bên này không có hỏa dương hiệu triệu, chỉ có tốc biến thiêu đốt của On. Nocturne thì mất hoang tưởng. Và Gumayushi còn chiêu cuối nha. Gumayushi vẫn còn chiêu cuối. Bên này chả còn chiêu cuối nào cả. Và thua cái pha này nó là một game đấu đi rất là nặng rồi. Thua hai pha teamfight liên tục tại sứ giả anh em ạ. Mà rớt nó né cú này ảo chứ. Nó nhảy lên nó né nhẹ cả bóng ngủ đây. Cái lách né bóng ngủ là như nào đấy nhở? Jesus. Đánh đây là thua rồi. Đánh đây là thua rồi. Đánh với T1 mà đánh đến đây là thua rồi anh em ạ. Mất cái trụ mid rồi này. Bot Akali nó solo kill thêm con mid Photon nữa này. Thua. Đánh đây là đánh tôi thấy đánh đây là 3-0 rồi. Tôi tưởng đâu game 3 anh em đặt G2 nhiều ấy. Tôi mở kèo với Nemo thấy anh em mà đặt G2 nhiều. Tưởng đâu game 3 tạo được biến gì đó ha? Không, không có được biến gì cả. Đến đây game này còn nhanh hơn nữa. Đi đường đánh sứ giả mà thua thì thua nát bét. Thề. Lợi thế đi đường đã không có bao nhiêu, đánh đến sứ giả control nữa. Mất cả sứ giả, mất đống mạng nữa. Trụ kìa các bạn nhìn, trụ kìa 12 phút ăn 2 trụ. 10 nó ra trụ. Rồi sao mà chơi được nữa? Cái đội hình này phải câu kéo thời gian bao lâu để mà teamfight thắng T1? Điều kiện thắng team này là gì đây? Điều kiện thắng team này đó là giao tranh tổng. Chẳng có gì là giao tranh tổng cả. Bị bắt lẻ chết hoài, giận landing thua quá trời tiền. Và giàu làm gì cũng đúng anh em ạ. Có tiền làm gì cũng đúng hết. Con Lee đá đùng đùng đam này sao chịu nổi. Pha này thì Flag mất mất spell may là không chết. Con On lên kéo cái R lấy cái flash Faker nữa. Đi đường gì 14 phút thua 8k tiền rồi. Không phân tích được nữa anh em ạ. Chẳng có gì để phân tích nữa cả. Cái pha xử lý sứ giả bên phía D2 Esports đã xử lý quá là ẩu. Họ có những kỹ năng chiêu cuối để đánh teamfight một cách ấn tượng như là kiểu chiêu cuối con On này. Chiêu cuối Nocturne này. Chiêu cuối Mid Photon này. Nhưng mà họ chả kết hợp cái gì ra cái gì cả. Kiểu đánh đến là bị tâm lý hay sao á. Cái pha kéo dê ép cái flash con Na sau đó thì quay ra đánh teamfight rời rạc và chết ngược ấy. Nó làm cái đoạn đi đường nó thành một cái mớ hỗn độn mà bây giờ dọn không nổi nữa. Giờ giết con Na không nổi. Giết con Na không nổi, chết ngược AD. Xong một hồi kéo 5 thằng xuống bắt con On. À nhầm, con Na chết được, con Na chết 2 thằng. Bên kia nó cầm sứ giả nó put. Đánh đến cái pha bắt lẻ con Na được dưới nó thấy nó bị nó bị tâm lý nặng lắm rồi. Mà đánh vào cái thế kiểm soát sứ giả là cái thế của T1 họ làm hoài luôn á. Trời ơi, tốc biến còn húc xịt nữa. Xong pha này thì Guma thì thắng ở cánh sau so với Cap.
cánh còn lại thì Carrier với cả Honor đánh cùng với Faker giết được bên phía bên này luôn. Bên kia không biết sao Guma thắng cap luôn rồi. Các bạn thấy cái cảnh này nó quen không ạ? Rất quen luôn. Tôi là người bình luận T1 đánh LCK rất là nhiều, tôi thấy game này nó xong từ pha sứ giả rồi. Ở LCK cũng vậy, cái chuỗi toàn thắng của T1 ở tại LCK các bạn. Nhiều game nó chung kịch bản lắm. Tôi đi đường thì không có nhiều lợi thế chênh lệch, nhưng mà đánh sứ giả, phía T1 đánh sứ giả một pha phát được win game luôn. Họ dùng sứ giả để làm cái cờ đánh nhau ấy. Và họ xác định đánh, họ đánh thắng. Pha này kéo 5 thằng xuống bắt con Na giết chết 2 luôn. Cái tỷ lệ họ giao tranh thắng tại sứ giả rất là cao nha. Thấy kéo 5 đứa xuống bắt thấy pha này tù lắm rồi. Thì nói chung đây là một cặp trận bị lệch tương đối nhiều về sức mạnh. Và như tôi đã phân tích rồi, T1 tại phiên bản này nếu mà Guma và Kera đánh như thế này, 80%, 90% sức mạnh của LCK như thế này, thì Zichu không có cửa. Thứ nhất là Zichu đã yếu hơn 2019 rất là nhiều rồi. Cặp bot này không thể nào so với cả cặp bot 2019 được. Top này cũng không thể nào so với top 2019 được. T1 này so với 2019 nếu mà đánh đúng số phong độ mùa hè, à mùa xuân đấy, tôi nghĩ còn hơn 2019 nữa cơ. Thì kết quả 3-0 là kết quả có lẽ không bất ngờ. Tôi dự đoán tầm 3-1 nhưng mà nó là 3-0 thật. Tức là còn thậm chí là 3-0 kiểu hủy diệt từng ván chứ không phải là 3-0 theo dạng là căng thẳng 3 ván nữa cơ. Thì các bạn bảo yêu cầu phân tích thì tôi cũng phân tích lại thế thôi, chứ còn hồi chiều tôi có xem, tôi cũng nói nhiều với cả anh em xem, anh em thấy nó bị lệch trình nặng rồi. Nó bị lệch trình tương đối rồi. Chỉ là xem là T1 đánh cái phong độ này để đánh với ANG đánh như thế nào thôi. Xem là T1 đánh cái phong độ này mà đánh với ANG thì có đánh được hay không, hay là bot T1 này đánh phong độ này được bao nhiêu phần trăm mùa xuân vừa rồi. Rớt thì vẫn ghê, Honor Faker thì vẫn vậy. Mà bot T1 rõ ràng đang lấy lại phong độ rồi nhá. Lấy lại phong độ kiểu từng trận đấy. Tôi chưa biết là nó được 100% như mùa xuân thì nó còn khủng khiếp như thế nào, nhưng mà hiện tại tôi nghĩ là tầm 80% rồi. 80% để đánh với Anji tôi nghĩ là vẫn có cơ sở, và chưa kể nếu mà ngày mai đánh được tầm 100% hoặc hơn. Hay hơn mùa xuân thì tôi không biết là hay đến khi nào, đến như thế nào luôn, nhưng mà đánh được như thế này tôi nghĩ là đã có cơ sở đánh với Anji một cách sòng phẳng rồi.